Em xin chào tất cả các bác nhé. Cả nhà ơi, hôm nay vào vườn thì trong vườn em thì cũng có rất nhiều những cái bông lan cát đẹp. Lan cát đẹp đang nở thì em mời cả nhà cùng ngắm. Trước mặt anh em đây là những cái mặt bông lan cát hàng đài nha các bác nhé, hàng tem số của đài. Nói chung là những cái loại cát mà chuẩn bông cho anh em sưu tầm. Đấy. Toàn màu vàng thôi, đẹp không cả nhà? Đấy, rất đẹp nhé. Thì tất cả những cái mặt bông này em có bán ở trên kênh YouTube Lan Rừng Lâm Đồng lúc 19:30, bán trực tiếp đấy cả nhà. Bán trực tiếp lúc 19:30 trên kênh YouTube Lan Rừng Lâm Đồng. Mời anh em vào YouTube, các bác chỉ cần search cái từ mà Lan Rừng Lâm Đồng lúc 19:30 là anh em có thể gặp em ở đó và sưu tầm những cái mặt hàng này nhá. Em sẽ xin giới thiệu với anh em tất cả những cái mặt hàng mà tối nay em chia sẻ cho cả nhà. Thì trước tiên sẽ giới thiệu anh em, đây là một bông cát khá, phải nói là bán hàng rất chạy này cả nhà này. Đó là cát hoàng gia, vàng hoàng gia cả nhà nhá. Vàng hoàng gia. Đây là một bông cát vàng hoàng gia. Đấy, nó thuộc vào cái loại cát hai lá, bông lâu tàn. Bông rất đẹp cả nhà. Đấy, cánh nó chớp này anh chị này, cánh chớp nó vàng. Cái độ vàng phê lắm. Đấy, cái mũi này các anh chị xem nhá. Đó. Và xiêng bông. Và cái loại này thì cái khi mà bông nó ra ấy, nó ra chùm. Bông chùm. Đấy. Những cái cây mà nó nhiều nụ. Nhiều nụ thì em đã bán cho anh em hết rồi. Bây giờ là trong vườn là có toàn những cái cây mà nó còn ít nụ như thế này này. Đấy. Thì để nó nở hoa. Đây anh em so sánh nhá. Cái bông cát vàng hoàng gia này nó không phải là bông tiểu mà thực tế nó là cái bông chung ấy cả nhà. Nó cũng là khoảng, em đo trước em đo là khoảng 10 cm. Thì cả nhà xem với cái cây Hasa The Line bên cạnh đấy thì so với cái bông này thì nó nhỏ hơn nhá. Nhưng mà cánh rất dày này anh chị này, cánh rất dày, lâu tàn. Đấy. Cái loại này thì anh em chơi khéo thì cũng phải được khoảng tầm 20 đến 25 ngày đấy cả nhà. 20-25 ngày. Đấy. Tối nay thì 19:30 trên kênh YouTube Lan Rừng Lâm Đồng em sẽ có rất nhiều những cái giò vàng hoàng gia như thế này này, đang có nụ nha. Bác nào mà thích chơi hoa luôn thì đang có nụ này. Đấy, đang có nụ như thế này đây. Đó, rất nhiều nha. Cái này xương bông lắm. Nói chung cứ ra nụ tới đâu ra mèo tới đâu là nó đều có nụ hết cả nhà. Đấy, còn cũng chọn anh em những cái mèo nụ như thế này để anh em chơi Tết này. Đấy, mèo nụ như này chơi Tết. Bởi vì là em, tại sao em chọn những cái mèo nụ nhỏ nhỏ như thế này? Bởi vì em biết cái cây này nó đạt lắm. Không cây nào mà cái vòi nụ nó bỏ đâu. Đấy, cho nên là em chọn những cái này để bác nào mà thích chơi Tết thì nó có thể chuẩn Tết nhé cả nhà nhé. Toàn những cây đẹp thôi. Đây này. Đấy, và thêm một cái đặc trưng nữa. Lá của cái thằng này nó rất tròn cả nhà. Nó rất tròn nhá. Đấy, đây. So với cùng cái loại kia thì nó cùng cái môi trường trồng như thế này, lá này nó dài do giống thôi, tròn xoe này, anh em chơi thân lá này. Và những cái chậu em bán cho anh em ấy thì nó rơi vào khoảng 200.000 cho một chậu, nhưng mà anh chị biết sao, cái số lượng thân, cái giải hành trong một cái chậu này nó nhiều chứ nó không ít đâu. Bởi vì cái này là trồng tại Lâm Đồng mấy năm mà, chứ không phải là mình mới nhập về đâu cả nhà nhá. Đấy. Rồi tiếp mời anh em xem một cái mặt hàng vừa qua em bán, đó là Hasa The Line này các anh chị này. Đây là một loạt bông Hasa The Line, bông mới nở, bông sắp tàn cũng đều có hết để em đưa ra để anh em ra so sánh. Đấy. Khi bông mới nở thì anh em thấy là cái độ xanh của nó, đây xanh, và nó cái lưỡi của nó hơi vệt đỏ một tí các bác nhá. Đây rất đẹp. Đấy, đây là chỉ là hai bông nhá, hai bông mà nó đẹp như thế này này. Đấy. Có này một bông cho nên bông nó to. Đấy, rất đẹp. Thì cái loại này thì em cũng có những cái chậu đang có mèo nụ. Mèo nụ nhỏ. Ở đây là em chọn mèo nụ nhỏ để em về em bán cho anh em chơi Tết. Hoặc là bác nào chơi sớm thì các bác có thể lấy những cái chậu này. Đấy. Đấy, rất đẹp nhá. Hasa The Line. Hasa The Line này thì đợt rồi em bán nhiều lắm. Cả nhà xem cái cánh của nó này. Trông cái cánh của cái lan cát đài đẹp. Rồi, có một cái loại hàng đặc biệt nữa. Đó là một cái loại vàng lưỡi đỏ cả nhà. Vàng lưỡi đỏ nha. Đấy, đây nha. Nó cũng tương tự giống như Hasa The Line. Nhưng mà cái độ vàng của nó đậm hơn.
Đây, HZL Line phía sau này cả nhà này, thì nó sáng hơn, cái này đậm màu hơn này, nhưng mà nó lại thêm cái lưỡi đỏ. Đấy, lưỡi đỏ rất đẹp nhá. Đây này, anh em xem này, lưỡi đỏ mà nó dày, cánh rất dày, bông này bông sắp tàn này, cánh rất dày. Đấy, thì em cũng có những cái chậu nó đang có nụ. Nói chung là 19:30 hàng ngày anh em cứ vào kênh YouTube Lan Đường Lâm Đồng là anh em có thể sưu tầm những cái mặt hàng này, hoặc là cái số điện thoại em có để trên màn hình, thì các bác có thể kết bạn Zalo này, hoặc là các bạn bác có thể là gọi điện trực tiếp cho em. Đấy, gọi điện trực tiếp nhé các bác nhé. Rồi, hẹn gặp anh em mình lúc 19:30 trên kênh YouTube Lan Đường Lâm Đồng để anh em sưu tầm những mặt hàng đẹp